Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Phương Vlog. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục đi chài các anh chị. Thì giờ khoảng 4 giờ 20 chiều rồi đó, gần 4 rưỡi chiều rồi mà mới bắt đầu đi chài à. Thì chài có khoảng 10 bến nè. À. Mà không biết là được có 10 bến không nha anh em. Và cái bến này thì Linh cũng thường chài nè. Là bến này lúc nào cũng trúng anh em. Mà nãy quốc cái mưa quá lớn. Quá lớn luôn, không biết là có cá hay không nữa nè. Này, bắt chài cho cô chú anh chị mình xem đi anh Linh, cho người mới người ta có tham gia học hỏi thì người ta trải nghiệm luôn. Rồi mua chài luôn cả nhà. Anh Linh có bán chài nha cả nhà. Rồi, đúng rồi. Linh có bán chài không anh chị? Bán chài với lại tim sen. À, hạt sen các loại, hạt sen xíu khô nha cả nhà, rất là nhiều luôn nha. Mật ong rừng nữa nha cả nhà. Nói chung Linh dễ chài lắm, ai chài cũng được hết. Đây, dành cho người mới luôn đi. Chài kiểu như sư phụ anh Điệp thì chắc anh em mới ra nghề là không thể nào chài được đâu. Đó. Nhưng anh em chài kiểu này sẽ là chài được nha. Đây. Linh sẽ nhờ nhân quay cho các anh chị có gì thì sót của bán chị. Cái nhà coi nè nha, cho mấy ngón tay của anh Linh nè. Nhà cả nhà coi kỹ mấy ngón tay bắt chài nè. Nó cái kỹ thuật này ra quan trọng lắm nha. Bớt chia ra anh em ơi. Chia là 73. Sao mình có duyên với thằng Giấy Thơm Vĩnh Long rồi quá anh Linh. Lần nào chạy gặp nó hết trơn vậy. Đó, chia làm hai nha cả nhà. Đây nè, chia phần nắm bên kia coi, quay phần nắm coi coi. Đây một nắm nè. Đây một nắm là chia đều đều qua nha, nhưng mà cái phần bên cái phần bắc là nhiều hơn bên kia một xíu. Bên cái phần lưới xanh là ít hơn một xíu. Nó ok nha anh em. Rồi, chạy đầu nha cả nhà. Bến đầu tiên của hai anh em nha. Quả trống luôn anh Linh ơi. Mà mới mưa xong không biết sao đây nha. Thường khi bỏ mồi rồi mưa xong là cá rất ít nha. Hy vọng là hôm nay nó nhiều nhiều chút xíu nha, nó khác thường ngày. Quả trống mà đã. Sao Linh? Có giật. Có phải không? Có lý. Có giật. Ý là chưa kéo á. Nhiều. Ừ. Phải sáng mình đi chài được. Sáng đụng anh em chài. Đi chài. Ủa đâu rồi? Không còn nghe nó như ơi. Không còn rần rần như hôm bữa hả? Ừ. Chó lịnh gì theo. Rồi lên đây cá nè. Con. Đây, hai con. Đây nhiều lắm nha Nhi. Đây. Trắng dưới anh lên đây. Chắc ngay cái này trắng dưới quá. Có cái gì vậy? Để sọc sọc á. Vô cái này mà không. Không mà Nhi mua cái nè. Cái mà dinh nhiều anh Linh. Con bọ này chứ. Ờ cá rô biển. Có rô biển gì lông thịt kiếm thôi. Có hơn nữa chứ. Ừ. Rồi, trời đầu tiên cũng có lưới anh em ơi. Nhưng mới mưa xong nhà cái nhà thấy trình lò động nước không? Tại Linh bỏ mồi lâu rồi, chuẩn bị đi chài đó, rồi ổng nó mưa. Nên là mưa nó ăn no rồi, mưa xuống cái nó bắt đầu là mát mình, nó giọt luôn à. Về nhà nó ngủ. Ừ. Này không có anh Phương đi nha. Mà không có anh Phương đi. Còn mồi đặt ớt không? Hả? Còn mồi đặt ớt không? Không. Mặt mồi lẽ. Ủa cái chốt rồi, vô tay Linh rồi. Không thấy cái chốt nè. Rồi cá chốt bự dữ anh Linh. Hồi lựa đây là bắt cá rô biển đi chiên. Muốn chiên coi. Thả con nhỏ đi, bự bắt nha, bự cái chốt rồi bắt hồi về muốn chiên coi. Ừ. Để xíu luôn.
vụ lớn nha. Gì ạ? Nó thiếu luôn rồi. Nó đậm dưới cạn luôn rồi. Vậy đâu hả? Thôi xíu à. Tắng chài nữa. Đây thấy 1 2 góc gì bằng như bằng cái ghế bằng tròn luôn. Nè. Ê cái cá ngựa lính. Gì? Vô có cá ngựa kìa. Đó con này gịch nè. Ủa nghe nó giật nhiều lắm mà ta. Cá ngựa gịch á nó tung dữ lắm. Phải không? Ừ. Trời ơi. Ở đây có cá ngựa trời. Lâu lắm không thấy nó đó. Lên lên. Anh đi xem nào. Nó chạy quá nhỏ luôn. Dính. Cá ngựa nè. Ừ. Rồi xin có lý anh em ơi. Được. Cá ngựa nè không? Đây là lần đầu tiên. Ở đây mà còn cá ngựa trời. Còn chứ. Thế mình nữa xíu mà cá cỡ này vậy. Vô dến còn hai ba con. Mấy nay hả? Ừ, dến được ruộng á. Rồi tôm bắt ăn được không? Được. Tôm sống mà. Ủa sao mình chài không có con tôm nào ta? Trời ơi, rồi, vụt nó rồi. Chị anh lính. Vụt tao hoài vậy. Nó méo rồi mà. Tức thiệt chứ. Có con nào rồi. Nó ra bằng bụm nó rồi. Bụm gì? Con tệ ra hồi nãy nữa. Có tay luôn cả nhà ơi. Ê, có. Ê, có. Trời ơi, cái này. Trời ơi, tức thiệt chứ, nãy giờ bữa nay sao ta, ngựa bằng thần sao ta. Bắt chỉnh chú là cái. Cái chài này mà có không biết sao luôn. Không hiểu, ở dưới đó cá nhiều ít rồi đó. Ừ. Cơm kỳ xanh. Ruộng cặp ruộng đó. Ừ. Thế nó nằm, nó ta. Còn đứt á, thủ quá trời luôn. Gì vậy anh Linh? Dạ, trời ơi. Để chài nó nhỏ xíu xíu luôn. Thấy rồi. Đây thấy không? Thấy rồi. 5 con đó. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi tức. Trời ơi. Ông Linh ơi, siêu phẩm của người ta trời ông Linh. Trời luôn. Đây nè. Đây nè. Siêu phẩm của người ta ông làm vậy là xong rồi. Ô. Trời ơi, cái chài. Quấn vậy. Trời tức. Trời ơi, trời. Ờ, phải quăng nàng quăng đi đây. Ông quăng một cái sèo. Đây cả nhà ơi. Sửa cái tụng lại. Đây tụng cá lại. Ờ, tức cái chài ông nội ơi. Đây tụng cá lại đây. Ui. Này bắt không được một nửa cá nữa. Cá bự bự không trời. Đừng quá tức anh em ơi. Đừng văng nước cùng Linh ơi. Chuyển gian cho mặt ca mà. Hồi nãy mày bị con chó kia nó dí rồi. Sao mày cũng lán lán lại nữa mày. Mà hao thuyền phiển của anh Linh cái nhà. Nãy đi nha bị con chó kia dí chạy mất tiêu ở nhà. Chạy ngược về rồi sao nó quay trở lại đây nữa rồi. Trời ơi cái chạy này mày đây.
ngon lành đàng hoàng á Nhiên ơi. Nhiên nhìn mình không nổi Linh ơi, có bỏ anh xong bánh không? Không, đường này thẳng ra không mà gì? Ừ, một đường ngon. Ừ vậy được rồi, lông kiếm này, không? Vậy có lý rồi đó. Vậy ra tới khúc lộ nhựa phải không? Chào ai thấy nào cũng bị chửi anh em. Chân này dân lì mà. Thả nữa hả? Biển nhỏ mà. Hai bác. Thôi thả đi, nhỏ thả đi. Trời ơi, cái chạy này mà có cỡ này thì gì thôi coi. Ở dưới là cỡ nào nữa Nhiên? Bắt là chỉ được 1 phần 10 thôi đó nha. Gì nữa? Quá tức. Nãy giờ hai chạy rồi. Hai chạy vừa quăng không ra luôn. Nó vụt tay. Rồi, thôi tạm giật máy nha cả nhà. Rồi bến tiếp theo nha cả nhà. Trời ơi, cắn luôn mà. Cắn chạy rồi cả nhà ơi. Quá khứ rồi. Không vậy. Không vậy. Đây đi. Quá trời cá luôn rồi cả nhà. Trời ơi, có mày dính. Biết có mày dính. Cóc quá kìa. Sao không báo động lên ông Linh? Rồi sao không nghe gì đó á? Thì vậy. Trời ơi, mấy cái chài hồi nãy mà. Trời ngon lành rồi. Mấy bến kia là bến Quyền Thội không đó? Ờ, mấy bến kia mấy bến Thội không á. Mà chài gì đâu không. Con cái chài nó không bung tức. Nó dính. Cá rô biển bự ra lên. Ừ. Đó. Bắt cái chạy cho. Hai cái chạy nãy mà chạy đàng hoàng ha là. Chắc cũng cá này vậy. Nhiều hơn nữa chứ. Cái gì nãy chụp chụp mà nó còn. Ê, ở đây nhiều gì ra dám ra khúc còn nhiều quá, cái mà rảnh nhiều á nên khúc ngoài đó hôm nay ưa trúng cái mà rảnh á. Rồi cái mà dính bự rồi mới trao. Quay lên quay cái bài xè quá, quay cái bài xè. Ừ đúng rồi, vậy mới bự. Kiếm. À, tình thủ ông ơi, tối rồi ông ơi.
gấp mình là nó vậy đó nè, gấp là nó dính tùm lum nha. Đây tiếp tục cái nhà ơi. Núi dốc cầu khổ em ơi. Khổ quá đẹp. Có cá không vấn đề đó này nha. Ê có lên mặt hay kìa. Nó nhảy quá trời luôn Linh ơi. Nó gịch điệu chạy dưới á. 5 giờ rồi ông Linh, nó thanh nè. Cái gì? Nó dữ dằn lắm anh ơi. Trời ơi, trắng quá ngoài trên lên ơi. Trời ơi, cạnh nhiều chạy luôn rồi. Rồi luôn rồi. Trời ơi cá thánh thần ô dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Ôi khô cá mày Vinh khủng khiếp, cá mày Vinh thôi rồi, vô nguyên cái cây luôn Linh. Thánh thần ơi. Quá trời. Vô mánh này lên nè, bước là lấy tụt lên nè. Biển luôn rồi. Có lý rồi đó Linh ơi. Ráng thêm chừng dài dài nữa là em có chiên rồi đó. Cá vào phân nhảy quá trời luôn. Nó nhảy vậy chứ nó ở dưới nó ra dữ. Trời ơi, anh Linh văng ngoài gần đi. Ừ, cũng trắng vậy nè.
có cây lớn rồi kìa. Đó. Nhảy rồi, nhảy rồi. Lớn rồi. Lưới rồi, lưới anh em ơi. Trời ơi, có vịt chầm bá luôn kìa. Dữ không? Đó. Thả máy cắt nó chạy chạy nha ơi. Dữ lắm hả? Ok. Cắm cài lên hả chưa? Rồi, nhiều. Thấy biết được điểm rồi. Ở dưới không biết sao nhỉ? Không, thường phía trên nhiều, lại dưới nhiều á. Hồi trắng ở dưới chờ ông ơi. Đây này cho anh em xem. Cắp vô. Ừ. Trời ơi, tức nhánh trà rồi. Trời ơi, nhánh trà nó banh cái trà luôn. Cá rô nó bị bự lên đây. Bột nó chứ. Ôi giời. Nó bự không? Thấy không? Em lại em thấy cá con mà dính ngớp rõ ràng hết chưa? Cái nhánh cà nó bung ra cái. Không có ướp được cái chài luôn. Lại là siêu phẩm nữa rồi cả nhà. Quá trời luôn. Quá trời cá. Ở ngoài này không 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 mưa anh em. Ừ, ngoài kia trong kia mưa có khúc à. Ừ. Vậy tới rồi kìa. Bây giờ chạy không kịp, bây giờ là chạy sang dịch nè. Thấy không? Nó lùi tới đây không? Mà không biết là có tới nữa không anh em. Giờ cũng năm mấy rồi. Năm mấy mà còn sáng trưng luôn trời. À, có cà phê muối và nhân nhiên. Ừ. Ôi nặng chứ nhiên. Ừ nhiều mà. Cá gì lắm. Ôi. Mình gấp mà nó có. Nó cài dính cái dính. Nó dính ngạnh tên rồi. Lầm. Lầm liếu rồi sao. Dính được vui không à? Chả nha. Ừ. Hai con bự ghê không? Ừ. Vậy là nãy mưa khúc trong mình không? Ừ. Nãy không mưa. Nãy mưa cù may. Tối không? Thôi nó chạy về trong mình nhóc luôn. Ừ. Vừa tắm xong. Hả? Vừa tắm xong. Đi luôn. Để ngay cá luôn. Trời ơi, nhỏ nó chạy xe đạp điện, thánh thần ơi. Thôi nè. Xíu nó ui con nhỏ kia chạy lên rồi đó chứ. Ừ, thì nó mới la đó. Nguyên tàu dịch luôn đi. Ngoài này còn cắt lúa vậy tàu dịch chạy ra ta. Để chạy máy hả? Ờ mày nói chạy máy.
tới dịch lên trời. Vô. Trời ơi cái te đó đói luôn á Linh. Cái trời nó bành càng luôn á. Thở gì hở hà mết. Ôi vướng gì vướng gì. Xong luôn rồi. Rồi vuột rồi đó. Lộn mèo lại mà. Không có cá nào. Mấy cái đó ra rồi. Rồi. Cắt vô. Có không? Trời ơi, anh Linh chạy mình thiệt nó. Khánh thật rồi. Nhất tin chứ. Rồi luôn rồi. Rồi. Lên lên đây. Bao đại lên đây là về trại của chú Lực á. Mấy ở dưới rồi. Thành thật. Ô con kéo qua bên đây nè. Rồi. Có mấy con qua đây lên nè. Qua đường bên kia kìa. Ừ, mốt kéo ngược qua đây nè. Đến đây cho nhà xem cá đi, loại kia. Này cũng ít. Để xuống. Xuống đi, để xuống đó đi. Ê, nhiều quá. Rồi, thôi nhiên tạm giật máy nha cả nhà. Lùm cả nhà. Bơi bước mé thấy có dấu hiệu là có cá rồi nha. Anh Linh mà anh thấy có cá là tay chân cũng quíu, giò quíu. Ông quăng một cái chất bến. Ôi hên không sao. Chứ anh Linh mà thấy cá ngớp ụt cái là anh Linh quýu dầu quýu cá Linh quăng đất quá rồi cả nhà. Không được còn nha em. Ông Linh mà không thấy cá rồi là ông quýu liền. Thôi nhảy rồi kìa, nhảy rồi kìa. Đó. Đây đây đây. Con à. Ủa, thấy nó ngớp mà ông Linh. Ủa mà. Thôi cho cái nhà xem cá đi rồi tạm nhân nha nha. Được cá 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 chục con nha. Cái này không có nhiều lắm rồi ta. Lâu quá. Bẻ mới nhanh. Chịt. Chạy cuối mà không được trọn vẹn nữa. Lên nè. Lên. Cái con. Chạy cuối nha cả nhà. Nãy bỏ trong kia một bến chạy không được, không biết về có chạy được không. Xem như đây là cuối cùng đi. Hai con đó anh Linh. Ba con rồi. Cái bọn kia. Cái Linh nhiều.
Trời, sao có linh không hả? Tôi linh dữ lắm. Quá trời có linh luôn. Trời ơi. Ôi, nhiều da. Trắng không mà. Con này luôn nè. Cũng khá đó chứ. Ừ, sao lên luôn hả? Con cá chạy đặc vô kia mà con. Nhiều thiệt chứ. Bỏ không nè. Quá trời cái linh đi. Trời ơi. Chục hơn chục cái đó nha. Ừ, nặng rồi. Vì nãy cũng có lai rai. Mày sao nó không tung con nào luôn á? Ừ. Nó rồi rồi cái chạy. Cái này không là muốn có linh nè. Mưa xuống là có cái linh này nè. Linh con nào cũng lấy bành bành thôi. Chứ sao lâu quá. Cái này cá mốt nè. Ăn hết mồi. Hồi xưa nhớ hồi xưa anh em hồi xưa mà có coi khúc chỗ này đào vô tới đây là quăng là nó kéo không nổi luôn. Bữa nay trời không thấy ông già ra ổng coi cá nữa nè. Ừ. Cái nghe nó nói gì không? À. Chào với clip luôn đó. Nha, còn mấy con đó nha, để nhìn lụm vô nha. Ừ, tức giấy mình cho nhà xem nhạc cái đi rồi về đổ ra là giang về tổng quốc luôn, quốc chạy đó luôn. Ừ, đâu đại ra thao đi cần 23 kg chắc luôn rồi đâu đi nhà này giờ nó cũng hơi tối rồi nha, nhà xem thông cảm nha, tối luôn giờ. Ăn như bù giỡn đâu. Ờ. Ôi ngồi nè mày. Có cái gì? Mày dinh bự bự nhiều lắm nè. Nhiều lắm. Lát lửa ra mới được. Cái rùa biển nè. Thấy biết không? Phải không? Dinh bự bự nhiều lắm. Lát lửa ra. À, lát lửa em mới có bự đi. Ừ. 2 kg thôi. Con này con ngựa nè. Ừ. À, cái xứ linh là con cái ngựa này là không còn luôn nha em. Mà sau này thì nó xuất hiện lại nè. Để riêng nó ra đi, về em nào trả, dẻo lắm. Ừ. Vậy còn hồi lửa mấy con bự này ra thì nó cũng vô đó hả? Mà không kiếm. Không. Cái lửa cái rô biển, mặn ít cái rô biển luôn. Cá biển nhiều lắm. Ừ. Rồi. Cái con video này nó cũng khá cá đó anh em. Cũng ngon, em chiều trời tối quá cái cá này về chắc để mai nạo luôn em, nếu đá nạo chứ về nạo nổi. Rồi giờ Linh kết thúc video đây, hẹn cô bác chị lại video sau nha. Rồi nhưng cũng chào cô chú anh chị mình luôn nha.